Vanzer XLS AT màu ghi vàng, mời các bạn đón xem. Màu ghi vàng này sẽ sậm hơn cái phiên bản cũ. Vâng, rất đẹp và rất hot. Đây là Ranger XLS AT màu ghi vàng. Hiện tại thì cái giá niêm yết của nó là 650 triệu. Vâng, 650 triệu. Form mới, thiết kế mới, động cơ mới và có thêm nhiều tính năng mới. Cái màu cam của quay trách thì sáng hơn, còn màu này sẽ sẫm hơn. Thì cũng đây là phần đuôi xe Ranger XLS AT màu ghi vàng. Hiện tại thì giá của nó là 650 triệu thì các bạn liên hệ mua xe thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số 0902 157 666, tên là Đại nhé. Rất nhiều xe. Là răng màu ghi vàng. Tại thì các bạn xem, trực tiếp thì tôi sẽ có những video quay trực tiếp đây, tôi quay tạm thời để xem cái màu rồi. Cảm ơn các bạn quan tâm.